Câu 7 của đề K3 là một câu kinh điển rồi. Thì tức là cái dạng này chúng ta xem xét nó rất là nhiều rồi. Thì anh nghĩ là hầu hết tất cả các bạn đều có thể, nếu mà cho vào dạng đề này đều có thể làm được. Người ta cho hàm sản xuất và bài toán này chính là bài toán tối thiểu hóa chi phí. Và trong điều kiện là cái mức sản lượng không hề thay đổi và Q0 lúc này bằng 360. Nên để giải bài toán này thì đầu tiên chúng ta đi xác định cái hàm mục tiêu là hàm chi phí này, hàm điều kiện của nó này, và chúng ta lập ra hàm Laurent. Tuy nhiên trong bài toán này thì cũng cần chú ý các em, ta nên đổi cái ký hiệu của hàm Laurent. Nếu mà chúng ta cứ để L thì nó sẽ trùng với cái L và L số lao động, nên là có thể chúng ta sẽ bị trừ điểm hoặc là sẽ không tính điểm cái câu cực trị hàm có điều kiện này. Thì chúng ta lập xong hàm Laurent rồi thì chúng ta sẽ đến hai bước, và bước đầu tiên bước điều kiện cần. Thì đối với bước điều kiện cần thì chúng ta sẽ đi đạo hàm cấp 1 của M theo K, L và Lambda. Thì chúng ta thu được cái biểu thức như ở đây và cho nó bằng 0. Thì ở đây thì chúng ta cũng cần chú ý khi mà chúng ta giải này là chúng ta sẽ chuyển chuyển vế các cái biểu thức sang và chúng ta chia đi thì chúng ta sẽ thu được cái tỷ số L trên K, và tỷ số L trên K ta rút L ra và chúng ta thay vào cái phương trình cuối cùng này, chúng ta sẽ thu được K và L. Trong trường này thì K lúc nào sẽ bằng 4 nhân với căn 3 của 2, còn L lúc nào sẽ là 54 mà nhân với căn bậc 3 của 2. Lambda thì lúc này nó sẽ là bằng 3,6 mà chia cho căn bậc 3 của 4. 3,6 chia cho căn bậc 3 của 4. Như vậy thì hàm số này sẽ có một điểm dừng, điểm dừng đấy là tại cái mức KL như ở trên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái điều kiện đủ. Để làm điều kiện đủ thì chúng ta phải tính đạo hàm cấp 1 của hàm điều kiện và các đạo hàm cấp 2 của hàm Laurent theo các biến K và L. Thì khi đó chúng ta sẽ thu được một cái margin F. Và trong trường này thì anh cũng lưu ý các em đấy là chúng ta sẽ giữ nguyên các cái thông số trong này và chúng ta không thay các giá trị KL hay là Lambda vào cái margin F này để gây ra phức tạp. Và trong trường này thì chúng ta sẽ xét đến cái định thức con cấp 3, định thức con chính cấp 3 của margin F, và ta thấy là định thức con chính này thì nó biểu diễn thông qua các cái giá trị ở đây. Mà ở đây thì chúng ta chỉ việc đi nhận xét về cái dấu của các thành phần ở trong này. Thì ở đây ta thấy là được các đạo hàm cấp 2 của M theo KL và cấp 2 của M theo LK đều dương. Đạo hàm cấp 2 của M theo K bình theo biến K và đạo hàm cấp 2 của M theo biến L thì đều nhỏ hơn 0. Với mọi KL lớn hơn 0. Và thêm một cái nữa đấy là Q phẩy K cũng lớn 0 và Q phẩy L trong trường này cũng lớn 0. Nên do đó mà chúng ta có thể kết luận được ở đây đấy là cái D3 lúc này sẽ lớn 0. Và từ đó chúng ta kết luận là M lúc này điểm cực đại hàm số. Hay nói cách khác là cái kết hợp đầu vào tối ưu, kết hợp đầu vào cho chi phí là tối ưu, chi phí là tối thiểu. Khi đó thì K lúc này nó sẽ là 4 căn bậc 3 của 2 và L lúc này nó sẽ là 54 nhân với căn bậc 3 của 2.